Các bản tin nhanh 24/7. Tìm hiểu fantasy bet là gì và so sánh với fantasy bet. Fantasy bet và fantasy bet là kết hợp sự nỗ lực của các nhà sản xuất xe nhằm mang lại sự an toàn cho người lái xe. Vì thế các nhà sản xuất luôn nghiên cứu ra các và đưa ra dòng những phanh mới nhất, vừa phanh chính xác hơn, vừa an toàn cho người sử dụng. Trong đó có hai hệ thống phanh mới nhất và hiện đại nhất được áp dụng cho dòng xe máy tại Việt Nam là hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phanh kết hợp CBS. Hệ thống phanh ABS và hệ thống chống bó cứng CBS, hệ thống nào tốt hơn, an toàn hơn và nên mua xe máy có hệ thống phanh nào thì tốt nhất? Đó chính là câu hỏi mà chúng tôi thường nhận về hai hệ thống phanh CBS và phanh ABS. Tìm hiểu phanh CBS là gì và so sánh với phanh ABS. Phanh ABS trên xe tay ga. Như trên hình các bạn có thể dễ dàng nhận diện ra trang bị phanh ABS hay không, chính là chi tiết vòng tròn nhỏ có đục rãnh liên tiếp. Về phần cấu tạo, phanh ABS hoạt động trên nguyên lý chống bó cứng phanh, khi đó có tác dụng cảm biến và hệ thống điều khiển trên từng bánh xe. Trong quá trình phanh gấp, hệ thống chống phanh ABS sẽ giúp má phanh liên tục kẹp mà nhả đĩa, chứ không phải bám chặt vào phanh như các loại đĩa thông thường. Điều này tránh với việc má phanh bị ôm cứng vào đĩa, khiến bánh xe không quay mà còn trượt dài. Hệ thống phanh ABS, bánh xe vẫn tiếp tục quay với tốc độ chậm và vẫn bấm đường. Và tìm hiểu phanh CBS là gì? Phanh CBS, nguyên lý hoạt động của lực tác động trực tiếp đồng thời lên cả hai bánh trước và sau của xe máy. Như vậy, xe sẽ dừng một cách thông thường. Chỉ khác là lực phanh không chỉ tác dụng một bánh mà đồng thời tác dụng vào hai bánh xe. Do đó lực phanh sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng như độ an toàn hơn, tránh tình trạng một bánh dừng, một bánh còn lại vẫn hoạt động. Và so sánh phanh CBS và phanh ABS, rõ ràng về lực phanh, cùng với sự đồng thời lên tất cả các bánh xe, nên lực phanh cả hai bánh hệ thống đều được tương tác như nhau. Tuy nhiên, việc được trang bị công nghệ hiện đại, chống cảm ứng trên xe và CPU điều khiển ở trung tâm, chính vì thế hệ thống phanh ABS cho xe để áp dụng ở phân khối lực phanh tốt hơn. Cụ thể, các bánh xe có tải trọng nặng hơn khi được phân phối lực phanh nhiều hơn với những bánh xe ít tải trọng hơn. Chính điều này, hệ thống phanh ABS được sử dụng hầu hết trên các dòng mô tô và ô tô hiện đại. Xem lại nguyên lý hoạt động, hệ thống phanh CBS giúp phân phối lực phanh đồng thời trên cả hai bánh xe, rõ ràng là an toàn hơn hẳn so với các phanh truyền thống. Tuy nhiên, nguyên lý của bánh CBS giống như một hệ thống phanh đĩa hoặc tăng chống, do đó khi phanh gấp trong điều kiện đường trơn trượt thì rõ ràng có thể xảy ra tình trạng chống bó cứng phanh. Phanh ABS thì lại khác, ngoài việc phân bố lực trên tất cả các bánh xe thì nguyên lý phanh ABS liên tục bấm và nhả phanh, do đó rõ ràng tránh khỏi tình trạng chống bó cứng và an toàn hơn hẳn như phanh CBS. Như vậy quá rõ ràng về sự an toàn của hệ thống ABS được đánh giá cao hơn hẳn hệ thống CBS. Và tại sao phanh ABS lại mắc hơn CBS? Hệ thống CBS cần có thêm bộ phận bổ trực bổ trợ lực phanh từ phanh tay lái, đồng thời cơ cả bánh trước và bánh sau, nên rõ ràng sẽ rẻ hơn khá nhiều so với hệ thống ABS. Khi hệ thống ABS không chỉ cần có cảm biến trên từng bánh xe đã xác định lực bấm và sát của bánh, rồi bộ xử lý trung tâm CPU, rồi đèn báo hiệu vân vân, do đó xe sử dụng phanh ABS sẽ có mức giá đắt hơn hẳn so với dụng xe có CBS. Hệ thống phanh CBS được áp dụng hầu hết trên các dòng xe tay ga hiện đại của dòng hãng Honda, Yamaha, SRAM vân vân. Tuy nhiên, hệ thống ABS chỉ được áp dụng một số xe tay ga cao cấp của Piaggio như Vespa 946, SH125i 2017 hay SH100i 2017 vân vân, hoặc các dòng mô tô phân khối lớn như của hãng Honda, Yamaha, BMW, Ducati, Kawasaki vân vân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.